Bây giờ là bài 11, tương với phần 11, bài 1, quyển 3. Tỷ sứ y cửa. Đầu tiên hãy nói, có một số lời bài hát của ca khúc thịnh hành. Yǒu xiě liú xíng gè qú de gè cí. Yǒu xiě liú xíng gè qú de gè cí. Viết cũng không tệ mà. Nguyên văn là viết vẫn là không tệ đấy. Dùng bổ ngữ mức độ với chữ tơ đắc. Xie de hái shì bù cuò de. Xie de hái shì bù cuò de. Chữ tơ đích ở cuối câu dùng để nhấn mạnh, được dịch tương đối linh hoạt. Bây giờ là từ xa xăm, xa xôi, xa vời. Yáo yuán. Yáo. Yáo. Yuán. Yuán. Yáo yuán. Yáo yuán. Rất xa xôi, rất xa vời. Hẳn yáo yuán. Hẳn yáo yuán. Xa vời quá. Hào yáo yuán. Hào yáo yuán. Mình thấy xa vời quá đi. Tôi thấy là hào yáo yuán à. Tôi thấy là hào yáo yuán à. Nơi xa xôi, nơi xa xăm. Nguyên văn là xa xôi mà địa phương. Yáo yuán de địa phương. Yáo yuán de địa phương. Nơi xa xôi đó. Nà yáo yuán de địa phương. Nà yáo yuán de địa phương. Ở nơi xa xôi đó. Zài nà yáo yuán de địa phương. Zài nà yáo yuán de địa phương. Em nghe dân ca của chúng ta. Nǐ tīng zǎn men de mín gē. Ở nơi xa xôi đó. Zài nà yáo yuán de địa phương. Zài nà yáo yuán de địa phương. Bây giờ là cách nói, tốt đến như vậy, tốt biết bao, nguyên văn là nhiều tốt. Tuo hǎo. Tuo hǎo. Tuo. Hǎo. Tuo hǎo. Tuo hǎo. Viết tốt đến như vậy. Xie de tuo hǎo. Xie de tuo hǎo. Cô ấy chữ Hán viết đẹp mắt đến như vậy. Tha hàn zi xie de tuo hǎo kàn. Tha hàn zi xie de tuo hǎo kàn. Làm ngon biết bao, làm ngon đến như vậy, chỉ đồ ăn. Zuo de tuo hǎo chī. Zuo de tuo hǎo chī. Người tốt đến như vậy. Tuo hǎo de rén. Tuo hǎo de rén. Người tốt đến như vậy em vì sao không thích? Tuo hǎo de rén ní wèi shěnme bù xíhuān. Tuo hǎo de rén ní wèi shěnme bù xíhuān. Công việc tốt đến như vậy em vì sao không làm?
多好的工作，你为什么不做？多好的工作，你为什么不做？Quần áo đẹp đến như vậy, vì sao không mua? Tôi biết là những y phục, vì sao không mua? Tôi biết là những y phục, vì sao không mua? Đồ ăn ngon đến như vậy, vì sao không ăn? Tôi khó chứa được菜, vì sao không chứa? Tô hào chứ được xài, vậy sao mà bù chứ? Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu. Có một số lời bài hát của ca khúc Thịnh Hành. Yǒu xiě liú xíng gě qú de gě zǐ. Yǒu xiě liú xíng gě qú de gě zǐ. Viết vẫn là không tệ mà. Xie de hán shì bù cuò de. Xie de hán shì bù cuò de. Nhưng mà thầy vẫn cảm thấy lời bài hát của dân ca hay. Kè shì wǒ hán shì jiě de mín gě de gě zǐ hǎo. Kè shì wǒ hán shì jiě de mín gě de gě zǐ hǎo. Em nghe dân ca của chúng ta. Nǐ tīng zǎn mén de mín gě. Nǐ tīng zǎn mén de mín gě. Ở nơi xa xôi ấy. Tại nà yáo yuán de dì fǎng. Tại nà yáo yuán de dì fǎng. Viết hay biết bao, viết hay đến như vậy. Xì đà tố hảo. Xì đà tố hảo. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên, sâu khuẩn viên, kinh lý. Giảm 20%. Tả ba chứa. Lạc đường rồi. Mí lủ lợ. Vừa nãy quên mở máy rồi. Căng trái hoàng khai chi lợ. Thi TOEFL phổ. Khảo thua phú. Rồi lại kiểm tra một chút cho bạn sau. Sẽ kế ní kiểm tra kiểm tra. Tiêm cho anh một mũi. Kế ní tái ỉ chân. Phòng bếp, phòng ngủ. Chú phán, ua sử. Vội vàng về. Hoàng khuấy cản. Phía dưới núi có một con sông nhỏ. Sơn xạ biên yếu ỉ thiếu xào hứa. Tồi tệ, chết rồi. Rau cao. Là muốn cười. Chiều sáng xạo. Cuộc sống ở đây. Trở là sân khổ. Uống cốc sữa bò. Hơ bê níu nải. Chạy bộ, bơi, đánh bóng. Pháo bù, yếu dụng, tà chiếu.
phải đọc thuộc, chỉ đọc bài khóa. Yào niên sú. Luyện khí công đã luyện thời gian bao lâu rồi? Đã luyện thời gian bao lâu khí công rồi? Luyện khí công luyện lờ tuổi tráng sử dịa lọ. Luyện lờ tuổi tráng sử dịa khí công lọ. Có mấy loại bệnh mãn tính liền? Yào hào chí rống mãn xình bình. Yamamoto hay Sơn Bản? San Bản. Kỳ nghỉ hè năm nay? Chi nén sổ chả. Không lớn như công viên của Bắc Kinh. Mấy yếu Bảy Kinh ở công viên chưa mở tả. Mùa đông. Tung thiên. Trong nhà nghỉ và khách sạn. Lý quản khứ phản điển lý. Bàn về âm nhạc. Thái y nhuệ. Riêng CD thì đã có. Quang CD chiều hiểu. Có lẽ so với thầy càng thích hơn. Yến xuyên bí nì cần xỉa khoan. Các khúc nổi tiếng thế giới. Sự diện miếng chủy. Âm nhạc cổ điển hay là âm nhạc hiện đại? Cổ điển y nguyện hay là hiện đại y nguyện? Dân ca. Mín cưa. Các khúc thịnh hành. Lưu chính cơ chủy. Ca từ không viết tốt như dân ca. Cơ chứ mấy yếu mín cơ xỉa đỡ hảo. Có khả năng không thích như những người trẻ tuổi các em. Có năng mấy yếu nìm ân nền chinh rấn nà mà xỉ khoan. Ở nơi xa xôi ấy. Tại nài giáo yuẩn ở địa phòng. Viết tốt biết bao. Xỉa tốt hảo.